Dạ vâng, Đỗ Tuấn Anh xin kính chào khách. Thiếu mè là ngày 17 tháng 6 năm 2023. Thì xưởng Đỗ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng của 6 chiếc ghế ăn Louis hoa hồng, chất liệu là gỗ hương đá, hàng đặt của anh Phong ở Quảng Linh. Đây, thì ở video lần trước thì bên cơ sở nhà em đã quay video chi tiết phần mộc rồi. Thiếu mè hoàn thiện xong thì em có muốn quay một cái video để gửi đến cho tất cả mọi người, cũng như là anh Phong có thể so sánh chi tiết về bộ sản phẩm này giữa phần mộc và phần hoàn thiện nó khác nhau như thế nào. Thứ nhất là phần màu và phần phun. Thì bên cơ sở nhà em là đã trải qua là 6 lượt BUM chống xước, bao gồm là 4 lượt lót, 1 lượt màu, 1 lượt bóng, 1 lượt lọc bóng mọi người nhá. Thì lớp sơn rất là dày, đẹp và bóng. Đấy, lượt màu thì bên cơ sở nhà em phủ nhẹ để có thể là làm sao để có thể là nổi vân nhất và gỗ nó sẽ đều hơn một chút. Đây, tại vì là gỗ tự nhiên mà. Đấy, cũng là các cái phần ghép, ví dụ như cái phần mặt, phần chân các thứ thì cũng là ghép rất là nhiều. Đấy, thì là sẽ phải phun một chút màu vào để gỗ nó màu nó sẽ đẹp hơn, đều hơn. Đấy, mọi người nhìn thực tế ở trên video. Và thứ hai, về phần quy cách nét đục thì bên cơ sở nhà em đang làm hàng này là hàng loại 1, hàng dày và được đục là chạm hai mặt. Đấy, đục chạm hai mặt. Đây, mình nhìn thực tế đây. Cực kia đẹp, mọi người phải thấy ạ. Em đã quay một cái gọi là quay ngược lại để mọi người có thể so sánh từ phần trước, mặt trước và mặt sau. Thì hai mặt thì bên cơ sở nhà em đục là hai mặt như nhau, hoàn toàn là như nhau. Đấy, ở phần mộc thì mọi người cũng có thể là nhìn thấy cái lát đục bên cơ sở nhà em cũng đã rõ nét rồi. Nhưng mà khi hoàn thiện lên thì bên cơ sở nhà em cũng phải là cạo lạo, đục tỉa và làm nhẵn nhụi các cái lỗ này. Đấy, nhẵn nhụi hết các cái lỗ này. Đấy, và cạo lạo đục tỉa kỹ lưỡng về các chi tiết thì lát đục sẽ nổi hơn và nhìn nó kênh bong đẹp hơn. Đây, mọi người nhìn thực tế đây. Đấy, các chi tiết lát đục nó sẽ được rõ nét hơn. Đấy, các phần sơ thì nó bị hết đi. Đấy, bên cơ sở nhà em đã cạo lạo, cạo lạo chi tiết rồi. Đấy, mọi người nhìn. Đấy, mọi người nhìn. Đó, đó là về những cái phần quy cách bên ngoài. Còn về phần độ dày, độ dày thì một chiếc ghế ăn như thế này thì em cũng báo giá luôn là hiện tại bên cơ sở nhà em đang bán là 4 triệu đồng một cái ghế ăn như này, thì bao gồm là hoàn thiện đầy đủ thì 4 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được những cái em vừa nói. Và ngoài ra về phần độ dày cũng như là quy cách thì đây, đầu tiên là phần mặt em xin giới thiệu này. Phần mặt này thì bên cơ sở như em đang làm rộng là 50 và sâu trên mặt là 45 phân. Đấy, hoàn toàn em xin khẳng định với mọi người luôn, ở trên thị trường không có hàng như này đâu, trừ khi là hàng đặt thôi. Đấy, hàng này thì bên cơ sở như em làm là so với hàng thị trường nó ít nhất rộng hơn về chiều ngang và về chiều sâu là phải tầm khoảng 3 phân. Ít nhất là 3 phân, thậm chí là 5 phân. Đấy, thực tế với mọi người luôn. Thậm chí là người ta, các cơ sở khác người ta làm rộng 45, sâu 40 thôi. Bên cơ sở em đang làm là rộng 50, sâu đến tận 45 phân. Đấy. Mỗi bên dài hơn 5 phân thì quý khách hàng tưởng tượng một người ngồi cao to khỏe khoắn, thậm chí là độ khoảng 100 cân, hơn 100 cân ngồi ghế này vẫn là thoải mái luôn mọi người nhá. Đấy, và gỗ thì là gỗ hương đá, gỗ hàng là một trong những cái dòng gỗ mà đang thịnh hành và hot nhất hiện nay, và cái chất lượng cũng đã được rất là nhiều người kiểm định rồi, dùng là dùng cả đời luôn. Và hàng này thì bên cơ sở nhà em có bảo hành cho người bảo trì trong quá trình sử dụng là 15 năm, và về cộng vênh bối mọt thì bên cơ sở nhà em sẽ bảo hành cho mọi người là trọn đời. Đó, đầu tiên là phần mặt này, phần yếm này thì cũng chả có gì đặc biệt, dày là 3 phân ghép cong, phần chân thì là chân 8. Ngoài ra quý khách hàng thích làm chân 10 thì bên cơ sở nhà em làm chân 10. Đấy, còn hàng thông thường thì bên cơ sở nhà em đang làm là chân 8, còn chân 10 nó sẽ to hơn. Đấy, kế nhất. Còn về phần ván vách thì cũng được đục hai mặt như lúc em đã vừa nói rồi. Ván vách này dày 2 phân. Đây, phần chi tiết lên được ở phần ván vách đây. Đấy, mình nhìn thực tế. Đấy, được cạo lạo đục tỉa cực kỳ sắc nét, các chi tiết được cực kỳ tròn trịa. Đấy, các cái hạt xoàng cũng rất là đều. Đấy, đều như chiêu. Còn về phần trương và phần vai. Đấy, trương và phần vai thì bên cơ sở nhà em hiện tại đang làm là 5 phân rưỡi, cực kỳ là dày. Đấy, tất cả đây. À, trên thị trường thì nó tầm khoảng được khoảng 4 phân rưỡi thôi. Thì hàng này bên cơ sở nhà em đang làm dày hơn được 1 phân thì nhìn nó sẽ đỡ mảnh thẻ, nhìn nó chắc chắn hơn. Đấy, và
và các cái led tất nhiên là dày hơn, thì các cái led đục thì mình sẽ đục sâu vào hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, như thực tế dày hơn đến tận 1 phân thì mình có thể là đục sâu vào bên trong để làm sao chi tiết nó led đục nó đẹp nhất. Còn người ta khoảng làm 4 phân thì bây giờ đục đi, trà lu đi thì người ta còn mỏng tí này, thì khi người ta đục vào nữa thì gần như là không còn gì. Đấy, bây giờ mọi người 1 phân đến tận này thì mà khi mà đục sâu vào thì gần như là không còn cái gì cả mọi người ạ. Tế luôn, hàng em làm là hàng dày thì nên mình thì đục sẽ được sâu. Đấy, cái gì rất đẹp nhá, 6 chiếc ghế ăn. Đấy, thì cứ khách hàng nào mà đang quan tâm đến những sản phẩm ghế ăn hay là bàn ăn thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở nhà em qua số điện thoại dưới màn hình là 0963 245 123, và địa chỉ bên cơ sở nhà em ở làng Nghề Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thì mọi người có thể qua xưởng và xem hàng thực tế mọi người nhé. Và video này em xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.